Mỗi năm đến ngày đăng bảng, Trạng Nguyên đều bị bắt về nhà làm con rể. Nhưng Trạng Nguyên năm nay là cô là con gái. Lúc mọi người đang do dự, một người xông vào đám đông, vác cô lên rồi chạy biến. Cô nhìn kỹ lại, đây không phải là công tử bột đệ nhất kinh thành sao? Năm nay lúc có kết quả kỳ thi mùa xuân, Lý Hoa Đệt đang ngồi trên nóc phản lâu cao nhất kinh thành. Đây là nơi ngắm cảnh tốt nhất, tầm nhìn rất rộng, hắn không cần mất sức cũng nghe rõ tiếng xướng tên bên ngoài Đông Hoa Môn. Các học tử trong triều tham gia kỳ thi xong, sẽ xếp theo thứ tự đứng ngoài Đông Hoa Môn đợi gọi tên. Thái giám dần gọi tên người từ đầu bảng đến cuối bảng. Những người xếp đầu bảng sẽ lập tức bị các nhà quan lớn xông đến đè ra, cưỡng ép đưa về phủ bái đường thành thân với tiểu thư nhà mình. Rồi động phòng hoa chúc luôn. Lúc nghe thấy tiếng bắt đầu đọc tên trên bảng vàng, Lý Hoài nhìn về phía Đông Hoa Môn như có suy nghĩ gì đó. Vừa nhìn đã thấy cái tên xếp hạng nhất năm nay, Tạ Doanh, Gia Nô liền xông đến vây quanh cô, rồi nhìn nhau, năm nay Trạng Nguyên lại là con gái. Chúng ta có nên cướp không? Lúc họ còn đang suy ngẫm, đã có người nhẹ nhàng nhảy xuống từ lầu bên cạnh. Hắn mất kiên nhẫn hét, tránh ra chút, nhanh chóng chen đến bên cạnh Trạng Nguyên vừa ra lò năm nay. Giống như muốn chào hỏi cô, sau đó hắn không nói gì đã bế xốc Tạ Doanh lên. Chạy như bay đi, sơ suất rồi, một tên Gia Nô lẩm bẩm. Sớm biết không cướp về cho tiểu thư, thì cướp về cho thiếu gia cũng tốt mà. Một tên khác lườm y, lau sạch mắt đi, ngươi có dám cướp người từ tay người kia về không? Dù sao thì, đó cũng từng là công tử bậc nhất kinh thành, Lý Hoài. Nếu công tử bậc nhất kinh thành là Lý Hoài, thì vị trí thứ hai sẽ thuộc về Tạ Doanh. Khí chất của hai người rõ ràng khác nhau hoàn toàn. Lý Hoài không có xuất thân đứng đắn, cha hắn vốn là một đại gia ở trên ngọn núi nào đó. 3 năm trước Thảo Nguyên bị thiên binh vạn mã tấn công. Sau khi đô thành Trường An nước Nam Triều bị thất thủ, cha hắn liền nổi giận, rồi quyên góp cho triều đình chống giặc ngoại xâm. Lý Hoài kế thừa sự cứng rắn và vẻ anh tuấn của cha, lại hiểu biết thủ đoạn của bọn thổ phỉ trên núi, trời sinh kiêu ngạo. Còn Tạ Doanh ít mồm ít nói, từ nhỏ đã ở Thái học viện đọc sách, thành tích lúc nào cũng dẫn đầu. Hai người vừa gặp đã thấy hợp, từ đó liền cấu kết với nhau. Lúc Lý Hoài đánh nhau giữa đường, Tạ Doanh sẽ làm thuộc hạ cho hắn. Lúc hắn bắt gà trộm chó, Tạ Doanh sẽ lên kế hoạch làm quân sư cho hắn. Nếu nói công tử bậc nhất kinh thành là Lý Hoài, thì người dính hắn như hình với bóng là Tạ Doanh sẽ xếp thứ hai. Chỉ có một lần Lý Hoài muốn cầu kiến Hoa Khôi kinh thành, nhưng Hoa Khôi nhận vàng bạc của hắn xong lại khinh thường xuất thân của hắn nên không chịu gặp nữa. Ngay cả Tạ Doanh luôn tự do bay nhảy còn giúp Lý Hoài viết 7 trang thơ tình, dốc hết tâm huyết trau chuốt từng câu từng chữ mà vẫn không được mỹ nhân hồi đáp, ngược lại còn bị ném đá. Cô nương nhà ta xuất thân đứng đắn, tuyệt đối sẽ không dính dáng đến loại thổ phỉ như Lý Hoài đâu. Lời khinh bạc này đã chọc giận Tạ Doanh, cô vò nát đống thư tình rồi đốt sạch, xoay người rời đi, mặc Lý Hoài đuổi theo sau cũng không quay đầu. Lý Hoài trơ mắt nhìn cô bước vào phủ nhà họ Tạ, đóng sầm cửa, suýt thì va vào mặt hắn. Lý Hoài thở dài ngồi trên bậc thềm nhà họ Tạ, nhất thời không biết nên trèo tường vào tìm Tạ Doanh hay là ngồi đây đợi cô ra. Lúc này cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một thiếu niên đẹp đẽ bước đến, từ đầu đến chân đều là dáng vẻ Lý Hoài quen thuộc. Lòng hắn lúc này liền sinh nghi, đây thật sự là Tạ Doanh hắn quen biết sao? Rõ ràng lúc ở cạnh hắn, cô không hề để tâm đến vẻ ngoài, nhưng lúc này Tạ Doanh cải trang thành nam nhi, mặc y phục trắng muốt của Thái học viện, thần sắc thay đổi, ra vẻ đạo mạo, giống hệt phân tử tri thức. Người hầu cũng giật mình trước khí thế của cô, không ai dám lên tiếng. Thiếu niên bước vào sân, ngẩng đầu nhìn lên phòng hoa khôi, ánh nắng chiếu lên người từ đầu đến chân, làn sương mờ tan biến, ánh nắng xuân tỏa ra. Gần như cùng lúc, người hầu vội vã lao đến cạnh thiếu niên, nịnh nọt, cô nương nhà ta mời công tử lên uống trà. Lý Hoài tự nhủ, bây giờ mặc quần áo lụa là ra ngoài cũng có ích quá nhỉ. Người khác không biết lai lịch của thiếu niên, nhưng Lý Hoài thì biết rõ. Hắn xông lên phía trước, kéo thiếu niên không nói một lời đó ra ngoài, vừa cười vừa khóc nói, Doanh Doanh, ngươi đang làm gì vậy? Tạ Doanh không vui nhìn hắn, khổ nỗi bây giờ đang cải nam trang, cô không thể nói gì. Trong đầu Lý Hoài giờ đây toàn là sự tức giận, ngươi không vui khi thấy ta bị coi thường sao? Cha ngươi dù sao cũng là anh hùng, hăng hái đứng ra khi đất nước gặp khó khăn mà. Sau đó Lý Hoài lại mời Tạ Doanh đi ăn cơm ở phàn lâu. Sau khi ăn đến mức no căng bụng, Tạ Doanh mới buồn bã nói, cô ấy dựa vào đâu mà coi thường ngươi? Nam triều đề cao văn hóa, chèn ép võ thuật, Lý Hoài sớm đã biết rồi, nên cũng không để tâm. Nhìn Tạ Doanh tức giận phồng lên như cá nóc, không hiểu sao trong lòng lại rung động. Cô gái này đã theo hắn ngay từ lúc mới gặp nhau, toàn tâm toàn ý đối tốt với hắn, luôn tức giận vì hắn và nghĩ cho hắn là sao. Hắn càng nghĩ càng thấy Tạ Doanh hẳn là thèm muốn nhan sắc của mình. Vừa hay mấy ngày sau, cha Lý Hoài sẽ về triều báo cáo tình hình. Hắn nhớ rõ lời Tạ Doanh khen ngợi cha, vì thế chuẩn bị đưa Tạ Doanh cùng ra ngoài thành đón cha. Tạ Doanh lúc đó đang học ở Thái học viện, nghe vậy liền ném sách đi, xắn tay áo lên rồi nhảy từ trên cao xuống. Lý Hoài vội vàng mở rộng cánh tay nghênh đón tiến lên trước, để cô lao vào vòng tay hắn. Lý Hoài có chút cao hứng nghĩ, ngay cả trong chuyện cũng không có cảnh lãng mạn như vậy, chỉ bằng nhân cơ hội này để tỏ tình luôn nhỉ. Doanh Doanh, hắn cân nhắc lời nói, nghe theo tiếng lòng mà bày tỏ, 3 năm nay ngươi luôn ở bên cạnh lo lắng chăm sóc cho ta là vì gì vậy? Có phải vì ngươi thích ta không? Tạ Doanh nhìn vào mắt hắn, thành thật đáp, bởi vì ngươi là con trai thần tượng của ta. Lý Hoài nói, cha của Tạ Doanh từng là phó sứ của hội đồng cơ mật, cha mẹ cô sau này đã hy sinh trong trận Trường An vì đất nước,
Vì vậy cô chính là con của tử tướng, được nhận vào Thái học viện, còn có cơ hội vào triều làm nữ quan nối nghiệp cha. Điều này Lý Hoài biết rất rõ, nhưng điều hắn không biết là bởi vì nguyên nhân này, Tạ Doanh luôn ngưỡng mộ nhất những anh hùng đã ra tay cứu nước trong cơn nguy. Ví dụ như là cha của Lý Hoài là một nhân vật lớn, cho nên 3 năm nay Tạ Doanh luôn đối tốt với Lý Hoài mà không đòi trả ơn. Chứ trong lòng cô thực sự không hề có ý gì với hắn. Trái tim thiếu niên 16-17 tuổi của Lý Hoài tràn ngập ý xuân đã bị vỡ nát. Sau này thái tử lên ngôi, sự cưng chiều dành cho Lý Hoài vẫn không hề suy giảm. Lý Hoài lẽ ra chỉ cần ăn chơi chờ chết, đường đi mở rộng, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên thay đổi ý định, lãng tử quay đầu, gia nhập quân đội, lần này chia tay với Tạ Doanh. Hắn đi liền 3 năm, nếu Tạ Doanh không thi năm nay, e rằng Lý Hoài vẫn chưa xuất hiện. Cuộc hội ngộ sau 3 năm này vô cùng ngắn ngủi, tất nhiên Lý Hoài có rất nhiều điều để nói với Tạ Doanh. Nhưng theo nguyên tắc, Tạ Doanh tối nay nhất định phải đi dự yến tiệc Quỳnh Lâm trong cung. Để cảm tạ thiên ân, Lý Hoài vội vã từ doanh trại Quỳnh Châu về kinh, để kịp đến lúc Tạ Doanh được xướng tên, hầu như không hề nghỉ ngơi trên đường. Hắn ngái ngủ nói không sao đâu, ta nói phản lâu hôm lại canh chờ yến tiệc kết thúc, ta đợi ngươi là được. Nói xong hắn cũng không cho Tạ Doanh cơ hội từ chối, đã gục đầu ngủ quên trên bàn. Lần này hắn ngủ tiên ngủ thẳng đến nửa đêm, Tạ Doanh vẫn chưa trở lại. Lý Hoài cũng không thấy ngạc nhiên, hắn biết Tạ Doanh từ nhỏ đã rất xinh đẹp, nếu cô không chơi với hắn từ lúc nhỏ, hiện giờ đã đến lúc phải lập gia đình rồi. Hơn nữa có rất nhiều thanh niên tuấn tú tại bữa tiệc, ai cũng ngưỡng mộ tài năng của các trạng nguyên năm nay, đủ để cho Tạ Doanh lựa chọn một chàng trai. Lý Hoài cười khổ, Tạ Doanh không có ở đây, hắn uống rượu một mình cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lúc này các con hát ở tầng dưới phản lâu đang ca bài Đông Nguyên Lạc. Hắn nghe mấy câu, liền gõ nhịp ngâm nga, nếu nàng đi dự yến tiệc, bị người mai mối giữ lại, giúp nàng chọn cao nhân, vẽ nên chuyện tình, nàng dám kết hôn dưới cửa nhà ta. Lý Hoài ngồi trên đài, xung quanh không có ai, chỉ có tiếng gió xào xạc, cách đó không xa, pháo hoa hắn chuẩn bị cho Tạ Doanh đã được bắn, rực rỡ như ảo mộng, rồi cũng nhạt dần, cho tàn rơi xuống người Lý Hoài. Hắn chợt nhớ Tạ Doanh vô cùng. Những năm ấy, mỗi dịp thượng nguyên, Tạ Doanh đều hẹn hắn đến Huyền Đức Môn xem pháo hoa. Cô cầm chiếc đèn lồng cá rồng, bước nhỏ đi theo sau hắn, chỉ sợ sẽ lạc mất nhau. Đến khuya, cả hai đều đã đói mềm, liền đến phản lâu ăn uống no say. Thỉnh thoảng Tạ Doanh đi loanh quanh nghe nhạc kịch ở bên ngoài. Đến tối khuya một chút, Lý Hoài sẽ ngồi bên bàn ăn khuya chờ cô về. Lần này pháo hoa vẫn đẹp như mọi khi, rực rỡ lấp lánh. Lý Hoài mong rằng khi vở kịch kết thúc, phản lâu trống vắng này sẽ có một người bước vào. Nhưng đêm dài đã trôi qua, trời sắp sáng, người đó vẫn không đến. 3 năm là thời gian đủ để mọi thứ thay đổi, chẳng ai có thể đảm bảo rằng người từ thuở ấu thơ sẽ đến như đã hứa. Không có gì đảm bảo rằng mọi thứ giữa hai người vẫn vậy, có đúng không? Lý Hồ Triệt trả tiền, một mình cưỡi ngựa rời khỏi kinh thành, quay trở lại doanh trại Quỳnh Châu, tâm trạng không mấy vui vẻ. Xung quanh đều trống vắng, thấy núi như núi, thấy nước như nước, cho đến khi hắn gặp lại Tạ Doanh ở một góc biển Quỳnh Châu. Giây phút đó hắn liền cảm thấy núi sụp băng tan, vạn vật trên trời dưới đất đều hướng về cô. Sao ngươi lại đến đây? Tạ Doanh không nói lời nào, gió mạnh làm con thuyền rung lắc. Cô mặc quân trang xanh thẫm bước đến, tóc và áo choàng bay loạn trong gió biển. Lý Hoài lại lo lắng định tiến tới đỡ cô, ngược lại còn bị đá cho một cước. Tạ Doanh bây giờ đang tức giận, cô dành toàn bộ thời gian của mình tại yến tiệc, mất 4 tiếng đồng hồ mới thuyết phục được bệ hạ cho cô đến Quỳnh Châu nơi Lý Hoài đóng quân để giám sát. Kết quả khi cô vội vã về đến phản lâu lại phát hiện Lý Hoài thực sự đã bỏ cô lại, một mình rời đi trước rồi. Lý Hoài trước đây chỉ thấy Tạ Doanh tỏ ra lạnh lùng với người khác, chưa từng nghĩ ngày nào đó bản thân hắn lại tận hưởng kiểu đối xử đặc biệt này. Hắn cam chịu xách hành lý cho Tạ Doanh, được cô chỉ tay ra lệnh, hắn vui đến nỗi không giấu được. Thuộc hạ của hắn nghi hoặc nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng không kìm nữa thì thầm, này, không phải trước đây đã nói, bất kể triều đình cử ai đến giám sát, chúng ta đều không nhận mà, trước hết cứ nghe theo cô ấy sao? Hải quân Quỳnh Châu mạnh nhất trong số tất cả các lực lượng hải quân, cũng là nơi xa xôi và đổ nát nhất, nhưng đổ nát cũng có lợi ích, bởi vì gần như là Lý Hoài dùng tiền túi của mình hỗ trợ toàn bộ quân đội. Vì vậy hắn có uy phong nhất đội, từ trước đến giờ hắn nói một là một. Nay lại lỡ lời phủ nhận, ai nói không nhận chứ? Ta có nhận, việc quân sự của Quỳnh Châu do một mình Lý Hoài gánh vác. Lý Hoài nói nhận, có nghĩa là toàn bộ hải quân Quỳnh Châu phải thừa nhận. Ngày trước triều đình cử quan lại đến giám sát, quân đội luôn cố tình làm khó họ, chỉ có Tạ Doanh may mắn trốn thoát, bởi vì trước đó không biết người được triều đình cử đến lần này là Tạ Doanh. Lý Hoài đã thả cho thuộc hạ, cố tình đập nát giường viên quan để ra oai, việc này cũng đã giúp được Lý Hoài ở một mức độ nào đó. Khi đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Tạ Doanh, hắn không thay đổi sắc mặt nói, giường hỏng mất rồi. Điều kiện chỗ ta khá tốt, ngươi ngủ ở chỗ ta nhé. Tạ Doanh nhìn chiếc giường gãy chỉ còn lại hai chân, sau đó lại nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lý Hoài. Cuối cùng sau khi đến Quỳnh Châu, cô lần đầu mở miệng nói một câu vậy làm phiền ngươi rồi. Quân lính há hốc mồm, quân đội không câu nệ tiểu tiết. Lý Hoài lục ra được mấy thứ hắn không nỡ sử dụng. Chiếc màn xanh được Tạ Doanh móc lên, hắn lấy một bộ ga giường mới ôm đến cửa rồi tự mình trải ra sàn. Tiếc là điều kiện ở đây rất khắc nghiệt, có hai cái lỗ lớn trên màn, đây là ven biển nên có rất nhiều muỗi. Tạ Doanh trằn trọc mãi không ngủ được. Đột nhiên Lý Hoài ném cho cô một chiếc bình sứ nhỏ. Ta đã tự làm thuốc chống muỗi,
ngươi thử xem, tất có hiệu quả đó. Tạ Doanh làm theo lời hắn, thoa nó lên vết nốt, lại hỏi Lý Hoài có cần không. Lý Hoài lắc đầu, lúc trước khi hắn cùng chơi với Tạ Doanh, muỗi rõ ràng thích Tạ Doanh hơn. Nếu cả hai đều bôi thuốc chống muỗi, muỗi chắc chắn sẽ không cắn hắn, mà nó sẽ đi tìm Tạ Doanh. Đêm đó Lý Hoài bị muỗi đốt một cách kinh dị, hầu như không thể ngủ. Hành động anh dũng hy sinh thân mình cho cô của hắn đã có kết quả. Tạ Doanh cuộn tròn an giấc trong chiếc màn, nghe tiếng sóng vỗ về, ngủ bình yên. Lý Hoài nửa đêm vẫn không ngủ được, liền đứng dậy đem hết quần áo của Tạ Doanh đi giặt. Trước đây Tạ Doanh học tập rất chăm chỉ, cho nên thường không có thời gian giặt quần áo. Lý Hoài luôn giặt giúp cô. Bây giờ lúc giặt xong bộ quần áo cuối cùng, hắn cũng xác nhận Tạ Doanh thật sự đã đến đây. Cô nói, ta thực sự hối hận khi đến đây. Lý Hoài nhân lúc cô không để ý, nhiệt tình giặt hết quần áo của cô. Hơn nữa khi tâm trạng hắn vui vẻ thì ra tay không biết nặng nhẹ, xé rách cả bộ quần áo yêu thích của cô ấy. Tạ Doanh giơ bộ quần áo rách nát lên, tuyệt vọng phát hiện rằng sau khi đến Quỳnh Châu mình không còn quần áo để mặc mất. Cô đành phải quấn mình trong bộ quần áo cũ của Lý Hoài. Đi ra ngoài thăm dò, Tạ Doanh rất giỏi tính toán, lần này đến đây là để thống kê dân số và sản vật của Quỳnh Châu, tính toán vận hành làm thành sổ sách. Chuyện này nhàm chán nhưng lại là nền tảng của đất nước. Lý Hoài khó khăn lắm mới tìm được cô ở nơi hoang vắng, liền kéo cô cùng đi câu cua trên biển. Hôm đó tất cả quân lính đều nhìn thấy cảnh ấy. Tạ Doanh và Lý Hoài cùng đi bộ trên đá ngầm, sóng vỗ dưới chân họ, hai người một trước một sau thì thầm nói chuyện với nhau. Khoảng cách giữa họ không xa cũng không gần, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không có khoảng trống, như đã đang tạo ra một thế giới nhỏ ở nơi tận cùng trời đất. Họ đều biết mùa xuân năm nay Lý Hoài từng xin nghỉ phép, nói rằng người mình yêu năm nay thi khoa cử, hắn muốn quay về tận mắt chứng kiến cô được xướng danh ở ngoài Đông Hoa Môn. Khi đó mọi người đều cho rằng hắn đang tìm cớ để nghỉ. Dù sao thì ai cũng biết 3 năm qua Lý Hoài đã từ chối biết bao cô gái ở Quỳnh Châu. Một người tuyệt tình như vậy làm sao có thể biết yêu? Nhưng không ngờ đây lại là sự thật. Cua lính lẩm bẩm, xem ra bây giờ người đó chính là Tạ Doanh đại nhân rồi. Thế là lúc Tạ Doanh đi câu cua về, trên dưới khắp trại quân sự Quỳnh Châu đã thay đổi thái độ, nhiệt tình với cô hơn rất nhiều. Nhiều người có việc thì đến nhờ thẳng Tạ Doanh luôn. Dù sao chỉ cần cô đồng ý thì Lý Hoài cũng sẽ đồng ý. Tạ Doanh không hiểu tại sao, nhưng được mọi người hoan nghênh thì cũng là điều tốt. Cho đến một ngày, giặc qua Nhật Bản, bọn giặc mà Hải quân Quỳnh Châu đã giao chiến nhiều năm trước đây đã bị đánh đuổi khỏi biên giới Nam Triều. Ai ngờ rằng bây giờ thấy Nam Triều suy tàn, chúng lại lén lút quay trở lại, rồi bắt cóc Tạ Doanh. Nhưng thực ra đây hoàn toàn là hiểu lầm. Người mà chúng muốn bắt cóc là Lý Hoài, chỉ huy Hải quân Quỳnh Châu.